Chào, xin chào. Em ngày qua ra ra tính vậy có được không hay là được, có mất nhiều ý là có mất nhiều không á? Biết rồi nhưng mà nó bù cái mình thấy ví dụ như con lấy ra hết thì còn hụt lại nửa ký à, nửa ký với 100 ngàn cho nó, nhưng mà nó bù lên sao chứ hôm qua đặt lại được mà nó thấy vậy nó cho đặt 10 ký à. Hello mấy chị, thấy được em không, cho em xin cái bình luận nghe. Hello hello mọi người, thấy được em không mấy chị, thấy được em cho em xin bình luận nha. Nó dán cái trong miệng khó chịu, nói nó cũng dướng dướng họng chẳng làm mẹ mệt ghê. Mở máy lên như trời trồng. Cho em xin cái bình luận đi các chị ơi. Đầu lai em xả giá rẻ lắm các chị ơi. Lúc này em khùng lắm, lúc nào em rảnh là em lên em bán à. Mấy giờ cũng bán hết trơn, mai mốt điên lên 1-2 giờ đi bán luôn. Em chào mấy chị chào em đi mấy chị. Sớm quá sớm. Thấy em ơi, cho em xin cái bình luận đi mấy chị gái ơi. Xin cái bình luận đi mấy chị. Hello chị Hoa. Em bán đầu la giá rẻ lắm mấy chị, thấy được em cho em xin bình luận ha. Mấy cái này số 1 nè. Số 1. Mấy cái này nó đi. Em chào tất cả. Thấy được em cho em xin cái bình luận đi. Đây ném vào đây người ta luôn. Thêm kiểu cọc, thêm cọc. Cái gì ta? Một người mua 2 combo chắc. Cái bài số 12 em mua nó gọi lại đó. Cái này là size 55 kg đổ lại số 1 nè các chị, 160 một bộ ha. Đầu lai em bán cho mấy chị 2 tặng 1. Tại vì nói chung là em bán hết rồi. Có mấy trăm bộ em bán hết rồi. Nhưng mà có một khách này á, người ta nói chung là em không thích chốt nên em xả ra 2 tặng 1 chứ chị, 55 kg đổ lại đồ bộ, 160 một bộ, em bán 2 tặng 1. Dạ em chào chị Bích nha, nghe điện thoại kìa. Em chào chị Bích, bộ này em 55 kg đổ lại nha, 160, em bán 2 bộ nghe tặng 1 đầu lai. 54-55 kg đổ lại mấy chị, 2 tặng 1. Dạ 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 vậy dạ. Vậy chị chờ nó điện lại nha, em chờ chị Ngao Bụng nó giao qua ca khác á. Dạ dạ dạ, 2 tặng 1, 2 tặng 1 mấy chị gái dạ, ơi. Dạ đúng rồi, nó giao qua cái này em bán hết rồi, nhưng mà cách này dạng như là đi giao. Em không thích lắm á, dạ, nên là em để lại mấy chị gái nghe. Dạ, dạ. Em để lại em xả tiếp. Dạ dạ, không rõ ràng là em không chốt, em để lại 2 tặng 1 giùm em mấy chị gái nghe. 160 một bộ nhưng mà mua 2 tặng 1, 55 kg đổ lại em có mấy bộ thôi, mấy trăm bộ nhưng em bán hết rồi. 2 tặng 1 nha, chị gái nào chốt thì có chia sẻ giùm em chốt nha. 2 tặng 1, 2 tặng 1 mấy chị gái ơi. Ngâm giùm tao nồi cơm đó đi, nồi cơm đó đó. 2 tặng 1 chế đẹp nào chốt một lần giùm em.
Vậy có mấy combo đầu lai, hai combo em bán giá chia sẻ thôi chứ không có hàng nha các chị. Hai tặng một, hai tặng một. Có thấy được em thì cho em xin cái bình luận đi. Em thấy khách thì cũng có nhưng mà em chưa thấy bình luận. Các chị gái ơi, hai tặng một nha. Bán giá yêu thương đầu lai chứ mấy chị. Hai tặng một, hai tặng một, hai tặng một. Áo bò đỏ nha các chị, 50kg mặc vừa, 50kg, hơn 50kg nè. 120, 130, em bán 60. Dạ em chào chị Hương. Dạ em cảm ơn chị Hoa luôn. Rồi cái này em sẽ bán cho mấy chị giá chia sẻ 60.000 màu đỏ nè. Tay rất là đẹp. Mấy chị ơi bình luận giùm em đi. Bộ em mặc là 160 mà em bán đầu lai 2 bộ tặng 1 bộ đó mấy chị, rất là đẹp luôn. Cái này em bán 60.000 nha. 60.000, 50kg, hơn 50kg mặc vừa mấy chị, tay rất là đẹp nè. 60.000 một áo ha. Bộ là 2 tặng 1. Có thấy được cho em xin cái bình luận đi mấy chị. Sáng mai cho nó sung sung một chút đi mấy chị. Dạ 65kg em có, 200 mấy một bộ ha. Chị Nhàn có chốt thì em lên. 65kg bao nhiêu ký em cũng có, 75kg đổ lại em có nha. Giá từ 200 mấy trở lại một bộ. Rồi chế đẹp nào chốt bình luận cho em 2 tặng 1 nha, 55kg đổ lại dùm cho em. Kèm ký, kèm số điện thoại nha. Rồi cái này là màu cam nè, 55kg đổ lại màu cam. Em đang mặc là màu vàng ha. Mấy chị không mua đầu lai thì chút xíu mấy chị mua 160 một bộ không có tặng. Em bán đầu lai là bán tương tác nên là 2 bộ tặng 1 bộ. Màu cam với màu vàng nè, chị gái nào chốt thì bình luận cho em ha. Cam vàng giùm em. Tặng 1 bộ nữa là 3 bộ. Cam vàng xanh đỏ nha. Cái này là em tặng bán giá tri ân á. Chị gái nào vừa sai thì mình chốt đầu like ủng hộ ha. 2 tặng 1 là nói chung là 2 bộ đồ em lời giỏi lắm 50.000 mà em tặng cho mấy chị tới 160.000 lận. 2 tặng 1 nha mấy chị, xanh, cam, vàng 3 bộ. 320 là được 3 bộ ha, 480 nhưng mà em bán 320 giá tương tác. Có chị nào mình có muốn mua gì thì bình luận em lấy hàng cho mấy chị gái nha. Size lớn thì 200 mấy một bộ. Size lớn có 100 mấy một bộ cũng có nha, 160 một bộ có luôn nha mấy chị. Rồi chế đẹp nào chốt thì bình luận cho em kèm ký. Cái này 55kg đổ lại dùm cho em ha. 55kg đổ lại bi và xanh và cam dùm em 3 bộ. Em tặng 2 bộ là em tặng 1 bộ. Đó. Chị Yến ơi, chị nào em lên C2 thì chị mua ha. C2 là 160 bộ, chị có mua thì nói em lấy cho. 2 tặng 1 với chị, 55kg đổ lại size 1 dùm em. Có mua C2 thì bình luận 160 em chốt cho 1 bộ 160 nha chị Yến. Rồi chế đẹp nào chốt bình luận cho em. Màu vàng, bi vàng nha. Màu xanh. Mấy chị ơi, 5 phút nữa nếu mấy chị không chốt em qua hàng em bán 160 bộ không tặng 1.000 nào hết ha. Chị Thu Hương, chị chốt 2 tặng 1 bình luận cho em. Là 3 bộ nè, một bộ vàng, một bộ xanh, một bộ cam bình luận cho em. 2 tặng 1 là em sẽ chốt đơn 320 nha, 480 em bán 320. Chị Thu Hương có chốt bình luận liền tay em chốt cho nó nhanh gọn lẹ nha. 2 tặng 1. Rồi. Chị Thu Hương chốt bình luận giá nha, 160 nhân 2 em tặng 1 bộ là 480 em tính tiền 3. À, tính tiền 2. Rồi bắt đầu là combo 2 nha, em còn có một combo nữa là em hết. 2 tặng 1 nha. Em bán được cho hai khách. Chị Thu Hương mình chốt nhiệt tình thì có số tiền vô cho em. Chị Hương Quyên ơi, chị có chốt combo 1 đó thì ok nha. Tại bên đây á, là chị Hương Hương mà em chưa hết trả lời. Chị nào chốt nhanh nhất thì em sẽ chốt. Rồi ok chị. Ok chị Hương Hương nè. Còn chị Hương Nguyên có chốt combo 2 để combo 2 ha. Rồi em chỉ tặng có hai khách thôi ha. Rồi ok chị Hương Hương nè. Chị Hương Nguyên còn 3 bộ, chị có chốt bình luận em ha. Còn 3 bộ.
Rồi, 2 tặng 1 giùm em. Dạ 160 một bộ chị. Dạ em hết rồi nha mấy chị. Em chỉ tặng có một khách nữa thôi ha. Thì chị Hương Nguyên có chốt ok mà em, tại em hết rồi. Em bán dạng như bán tương tác thôi mấy chị gái nha, bán tương tác giùm em. Dạ không chị Hương Hương, hiện tại em đang bán cái này thì hỏi cái này giùm em, đừng hỏi cái khác ha. Rồi, một bộ tặng nha chị Hương Hương nha. Một bộ em lời có 30 thôi, nhưng mà em tặng cho mấy chị 160 nghìn luôn. Rồi em ok chị Hương Nguyên nha, 3 bộ nha chị. 3 bộ này là 480 nhưng mà em tính tiền có 2 bộ ha, tặng 1 bộ. Rồi em ok chị Hương Hương nha. Chị Hương Nguyên chứ quên. Rồi em ok chị Hương Nguyên nha. Dạ 75kg em có, 75kg có nha mấy chị, để em lên cho 160 một bộ nha, 75kg em có. Rồi cái này là 75kg thôi nha, 75kg, từ từ đợi em chốt nha các chị. À, chị Hương Nguyên ơi, có phải là bữa hổm chị chốt cái bộ xanh này không? Chị Hương Nguyên, 75kg nè, 70-75kg beo nha, 70-75kg 170 nè, chị gái nào chốt một lần 70-75kg ha, 170 màu xanh, beo xanh, chốt rồi bình luận. Chị gái nào cần số ký 70-75kg là em có nhiều nha. Rồi beo xanh nha, 70-75kg giùm em, 170 nghìn chốt bình luận nha. Tại cái này tối hôm kia em lai sạch rồi, bây giờ em còn có 1-2 bộ sót lại thôi. Chốt rồi bình luận nhanh tay giùm em ha. Màu riêu thì chút để coi có lấy nha chị. Rồi màu xanh chứ đẹp nào chốt bình luận. Vừa hỏi 70-75kg á, có chốt thì lên ha, còn không thì em qua áo em bán bình thường ha. Tại vì nhiều khi mấy chị yêu cầu ít khi nào mua lắm. Mấy chị mà hỏi ít khi nào mua lắm. Nếu mà thật sự người ta thích là người ta mua liền à, còn hỏi lâu lắm mới bán được một cái, khó lắm mấy chị. Để em lên hàng tự ý em bán nha. Rồi 70-75kg giùm cho em màu đỏ. 70-75kg nha. Cái này 160 đầu lai em bán cho mấy chị 120 màu đỏ nha. Chị Hương mua hai bộ này luôn đi chị, em bán giá tương tác cho chị nè. 160 ha. 160 màu xám với màu đỏ, em bán 120 luôn, 70-75kg nha. Rồi 70-75kg giùm cho em 160 nha. Bán giá 120 luôn, màu xám và màu đỏ. Màu xám và màu đỏ nha. Dạ chị Oanh ơi, áo sao là 270, em đang xả 240. Rồi màu đỏ em cho em xả 120, đỏ và xám nha. Ok, ok Lê Trang. Lê Trang ơi, nãy em thấy áo beo hồi tối chị chốt rồi nè, có lấy thì bình luận nha. Chị Lê Trang, cái áo này bữa trước em bán 140 nè, hồi tối em xả 100 á, chị chốt á, có lấy thì bình luận nha, sáng em đi tìm cho chị nè. Dạ em hết rồi chị Hương ơi. Đây áo beo em xả 100 nè, chị Lê Trang có chốt một lần. Tại hồi tối em thấy chị mua mà, hồi tối em không có nhớ hàng để đâu á. Chị Hương Nguyên em hết ha. Hai bộ này 320 em xả có 240 rồi. Rồi beo là em xả nha. Rồi ok chị Lê Trang, beo. Beo này là em 140, em có mấy cái em xả. Ok chị Lê Trang beo. Rồi em có màu đỏ nè, màu đỏ nha, rồi có beo đen nữa. Em có màu đỏ nữa chị Lê Trang có chốt và lượng nha. Em có beo trắng nữa, beo trắng với bạc đỏ luôn nè, 60kg mặc thoải mái nha. Chị Lê Trang có chốt thép không? Tại cái em đang xả mới giá rẻ. Em có beo đen với lại đỏ nữa nè, 100.000 nha, xả. Beo đen với đỏ ha. Dạ có nha chị Gấu. Beo đen với đỏ. Cái này em đang xả có 100, 140 em xả 100. Beo đen nè, 100 nha. Beo đen 100, trắng 100. Nâu, beo nâu giùm em 100.
Nói chung là 75kg là em có hàng, nhưng mà mấy chị chốt thì em chốt nha, còn hỏi thì em làm biếng lắm. Tại vì biết sao, có nhiều chị khách hỏi nhưng mà không có đời nào mua hết trơn á. Nhiều chị khách hỏi lắm, sáng ra hỏi là em không phái. Hỏi lên 75kg, lên đồ 75kg đứng hình em không có like được, không chị gái ha. Nếu mà mình thích thì mình chốt, mình thích cho qua dùm cho em để em bán nha. Rồi, màu trắng giùm em xả 100. Màu trắng giùm em. Màu trắng em xả 100 nha, 140 em xả 100. Đỏ 100, trắng 100, giá xả nha. Chứ đồ bên em là 7-80kg là bình thường đó chị. Dạ. Nói chung là bên em là 75kg trở lại, quan trọng là mấy chị có mua hay không thôi nha. Chị Thái Lê, chị nào tặng thì em báo nha. Rồi, trắng em đang xả 100, 50-60kg nha các chị, 140 xả 100. Bên em là 75-85kg đủ lại em có hàng, nhưng mà quan trọng mấy chị có mua thì em chốt nha. Còn nếu mà hỏi thì mấy chị cho qua dùm cho em. Tại vì nhiều khi biết sao, cái chị nào mà có cái ý hỏi là hỏi từ sáng tới tối không có bán được cái nào cho chị đó đâu. Nên là mình thích thì mình mua, không thích cho qua dùm cho em ha các chị. Rồi, màu đỏ dùm cho em đang xả 100 nè. Màu đỏ em đang xả 100 nha, chị đẹp nha. Dạ chị Gấu ơi, không có lửng đâu chị. Rồi đẹp quá trời luôn mấy chị. Đỏ 100 nha, đỏ 100. Đang xả hàng tương tác nha, 140 em xả 100. Đỏ và trắng và beo. Đỏ trắng beo nha. Rồi bây giờ em lên áo xay nhỏ nhỏ cho các chị chốt ha. Size lớn 75kg, 70-80kg gì em cũng có hết trơn á. Dạ chị Xuân ơi, chị mua cái gì chị? Áo đỏ bình luận cho em trăm. Nhưng mà 50-60kg bình luận ký cho em. Rồi cái này là em sale của hổm là 150 nha. Em chỉ chốt cho khách nào mà chia sẻ và mua hai cái trở lên em mới bán nha. Tại vì hàng sale á, em sale có một nửa giá à. Mà mấy chị mua một cái mấy chục ngàn em không có đi đơn. Áo này là em sale 150 nha. 50-60kg đang xả 80 màu kem, 80 ngàn màu kem. Chốt từ hai cái có chia sẻ mới bán nha. Còn không thì em không có chốt. Tại vì không đi đơn được một cái mấy chục ngàn và trăm ngàn ha. Chị Xuân ơi, chị Trần Xuân ơi, chị chốt thì bình luận cho em đỏ 100 nha. Chốt hàng có giá em mới bán nha. Dạ chị Bích Phương ơi, mấy chị ơi, em nói nghe nè, cái miệng em á, em đang làm răng nó hơi bị đau nên em nói chuyện nó hơi khó nghe một chút xíu, nhưng mà mấy chị mua mấy chị để ý nghe giùm em số ký chứ. Ví dụ em nói 60kg là nó 60kg, đừng có quất cho 75kg mấy chị gái nghe. Mua về mặt không vừa đâu mấy chị nha. Mình phải nghe số ký người ta nói mình mới mua được mấy chị nha. Chứ bây giờ em nói 50kg, 60kg mấy chị quất 75 vô rồi mấy chị mua có mặt được đâu. Nghe giùm em số ký chứ nha. Rồi 50-60kg mặt vừa kem. Cái này là xe 150 nha. Đang bán cho mấy chị giá 80. Chốt từ hai cái em mới bán nha. Có chia sẻ mới bán. Đầu like. Còn mấy chị không chia sẻ chút xíu, mấy chị mua hàng nghiêm 200 mấy 300 một cái nha. Bây giờ em bán chia sẻ em bán một nửa giá. Còn mấy chị muốn 70kg em có 70kg đây. Đó mấy chị 60-70kg nè ha. 250. Cái này là 270 em đang xả 240. Đó 60-70kg em có hàng. Mấy chị thích là cứ chốt nha. Chứ em không phải không kêu mấy chị chốt. Dạ chị Tuyến Lê, chị quan trọng là bao nhiêu ký em mới đưa được ha. Chốt là vừa em mới đưa chốt chứ. Mà coi không à, không có vừa, không chốt được đó chị Tuyến Lê. Cho em số ký nha. Cái này là hàng 250 nè. Xe 150 xả cho mấy chị 90. Nhưng mà em chỉ ưu tiên cho khách nào mua hai cái và có chia sẻ đầu like. Dạ chị Gấu, em trả lời là em không có đồ lửng. Em không có đồ lửng nha. Quần ống rộng em không có đồ lửng. Rồi chốt bình luận cho em 60kg nha mấy chị. Cái này là hàng xe 150, áo nghiêm 250. Em xả cho mấy chị 90.000. Em ưu tiên cho khách nào mua hai cái và có chia sẻ đầu like. Chứ em không có bán một cái đi đơn không được mấy chục ngàn. Dạ chị Tuyến Lê, chừng nào em lên 70kg chị chốt nha. Em đang lên cái này là 50-60kg, còn 70kg đây chị. Chị thích 70kg đây. 270 em đang xả 240. Chị gái nào chốt 60-70kg áo màu vàng 240 giá xả nha. Em nói rõ lắm luôn mấy chị.
Rồi ok chị Cẩm Nguyễn nè, em chỉ bán cho chị gái nào mà có tương tác và mua hai cái nha, một cái em không có chốt đơn, mấy chị thông cảm, không có đi đơn được. Chị Cẩm Nguyễn chốt vào lượng 80 giùm em, cái này là đang sale 150. Đang sale 150 xả 80 cho em hai cái màu trắng màu đỏ. Dạ chị Huỳnh ơi, chị Huỳnh thì đối với nè, mình phải bình luận ký giùm cho em, 50 60 ký em mới chốt. Cái này là giá em bán là 140, em đang xả một cái 100, nhưng mà chốt kèm ký giùm cho em nha. Kèm ký kèm giá em mới chốt được nha chị Văn Sơn. Mấy chị không có kèm ký, không kèm giá em không có chốt nha. Mà giá chia sẻ em mới bán, còn mấy chị không có chia sẻ em không có chốt đồ like nha mấy chị. Rồi, chiếc đẹp nào chốt, cái này là 90.000, 50 60 ký, giá 250, nó cũng giống như cái áo này nha các chị. Nhưng mà nó chỉ là size nhỏ em xả cho mấy chị thôi. Ok chị Trang là chị gái nào mua bình luận giống như chị Lê Trang vậy đó, rõ ràng em sẽ chốt nha. Rồi chị Lê Trang em ok. Rồi beo nha, beo này là bữa trước em sale là 150, xong rồi còn ít hàng em xả 120, bây giờ em còn ít lắm em xả 80.000. Nói chung là cái hàng em lấy từ 100 mấy trở lên, nhưng mà bán hết rồi mình cũng ăn rồi trong đó rồi, bây giờ xả ra lấy vốn hay là lỗ mấy chục cũng được mấy chị gái nghe. Rồi 50-60kg beo dùm cho em xả cho mấy chị 80.000 beo. Em nói rõ lắm luôn mấy chị, kèm ký và giá xuống hội dùm cho em luôn ha, 80.000 beo. Chị Văn Sơn không bình luận giá nè, chị Cẩm Nguyễn em cũng không chốt nè nha. Không có giá, không có chốt, không có ký em cũng không bán đâu mấy chị. Vì em bán hàng em rõ ràng lắm, nó vừa em mới bán, còn không mà là không bán đâu mấy chị. Bán mà bán không mặc được, bán làm gì nha. Cái này bán mà mấy chị không có nhiệt tình để mua, mình bán cũng không đi đơn được, nên em không có chốt nha mấy chị gái nha. Rồi màu trắng nè, rồi chốt bình luận cho em trắng nha. Em nói nghe là chị nào mà 75kg cho qua dùm cho em, cho qua dùm cho em, hiện tại em đang lên size nhỏ, không có 100.000, 75kg. Bộ đồ em mặc có 600.000 thôi chị Vũ Huyến ha, nếu chị có mua em để lại cho, tại em mua mặc để like đó. Em mua mặc để like á, chị có mua thì 600.000, cứ bình luận 600.000 bộ đồ 50kg là em sẽ bán cho chị lại nha. Chị Dung Nguyên làm như chị không nghe tiếng em hay sao ha, nói mà em rắc cũng họng luôn, biết sao mà không hiểu được luôn á. Em nói là size 50-60kg mà cứ bình luận 75kg 100.000 hoài luôn á. Dạ chị Tuyến Lê, em nói 70kg sau lưng nè, em đưa cho chị coi rồi nè, 270 em xả 240. Đưa mà chị có chốt đâu mà cứ đòi hoài, em đưa rồi đó. Rồi. Dạ chị Cẩm Nguyễn ơi, chị đợi thì chị phải bình luận em 80.000 màu kem. Còn không có giá không bán nha chị. Nói hoài sao mấy chị không hiểu được tiếng của em vậy trời. Em bán hết, cái gì em giới thiệu là em có bán hết. Rồi màu trắng giùm em nha, sale 150 xả 90 trắng, 60kg mặc vừa. Mấy chị muốn 70kg em lên 70kg rồi còn chi nữa. Dạ bộ đồ em đang mặc ở trong người là 600.000, 50kg. Chị gái nào chốt thì bình luận 600.000, 50kg là em để lại cho. Cái này em mua em mặc chứ em không mua bán, nhưng mà chị nào thích thì em nhường lại, vậy thôi nha. Rồi cái này là 80.000, xe 120 xả 80-60kg nha. Chốt bình luận cho em. Đẹp quá mấy chị, đẹp xuất sắc nha, đẹp xuất sắc luôn. 80.000 màu vàng. Nói như là bây giờ là em lên hàng bán, chị nào vừa size thì mình mua. Ví dụ như trắng, bình luận trắng 50-60kg kèm số điện thoại 90.000. Còn mấy chị không chốt được cho qua dùm cho em nha. Tại vì có nhiều khách mua nè, em hỏi từ đầu mùa tới cuối mùa kêu bình luận cái giá, không dám bình luận sao bán được mấy chị gái nha. Nếu mà mấy chị như vậy nè, em cũng thật sự không cần mấy chị gái nha. Tại vì mình không có rõ ràng, không có đàng hoàng, không có nhiệt tình, nên không có chốt, vậy thôi nha. Tố Loan ơi, áo thiết kế mà 350 đó, bình thường nó tới 600-700 lần, nó sale mới 350, chứ không có hàng nghiêm 350.
Rồi cái này là em đang sale, cái này là 250 nha. Sale 150 xả 90 trắng. Cứ chị nào mà mình mua nhiệt tình kèm số điện thoại giá tiền. Còn mấy chị không mua thì mấy chị cứ coi chơi thôi nha. Em đâu có bắt mấy chị phải mua đâu, nhưng mà mua là phải có đầy đủ số điện thoại giá tiền. Rồi cái này á là bữa trước em sale 200, cái này là 250 nha. Em bán luôn 130, chị gái nó chốt bình luận. Chị Lê Trang lấy áo này đi chị Lê Trang. Áo này là 250 nè. 60kg, 63kg mặc vừa nè. Chị Lê Trang có còn đó không, chốt cái áo này đi. Tại vì hàng đỉnh lắm. 250 em xả luôn 130 nè. Chị gái nào mua đồ bộ em cứ để là 600.000, 50kg là em gỡ ra liền tức khắc. Tại em nhiều lắm, em nhiều lắm, em mua mặc nhiều lắm nha. Chị gái nào thích thì cứ nói em. 600.000, 50kg em lên 2 gai em bán liền. Rồi áo sơ mi này đẹp chưa, trắng giùm em nha. 90.000 trắng giùm em. Cái này là em sale 150 xả 90 nè. Trắng nha, 90.000 giùm em. Em nói thiệt mấy chị nha, bán hàng thì nói nhiều á, khách nó ghét. Nhưng mà không nói mấy chị không có hiểu được. Vì là sao? Bây giờ em nói 50kg mấy chị cứ bình luận 70kg. Em kêu 100 thì mấy chị không bình luận giá. Làm sao em bán được cho mấy chị đây? Mình phải có ký có giá rõ ràng chứ. Ok chị Lê Trang, chị bé Tư em hết đỏ. Rồi cái màu trắng này em đang bán cho mấy chị giá 90.000. Mấy chị cứ coi hồi tuần trước em sale có phải 150 không. Ví dụ như em bán 150 là em lời giỏi lắm là 25.000. Là em lấy 125, em đang xả cho mấy chị 90.000. 50-60kg màu trắng nha. Em nói rõ dữ lắm luôn á mấy chị. Rồi màu nâu dùm cho em nha, 90.000 giá xả, 50-60kg nè. Còn muốn hàng to thì em lên hàng to mà mấy chị có chốt đâu. Chị Quỳnh thì đợi gì nè, đợi chừng nào 75kg 100.000 em chốt cho nha. Chứ em rác cú học với chị quá rồi. Em nói áo 50kg 60kg, bình luận 75kg 100.000 đâu ra. 75kg là 270 một cái, có chốt thì bình luận nghe chứ có 100.000. Rồi cái này là đẹp quá trời mấy chị, đẹp xuất sắc luôn. Màu nâu dùm cho em đang xả 90. 90.000 dùm em nha. 90 dùm em. Làm như em nói cái tiếng em bộ nó ngạt họng mấy chị không nghe được hay sao? Ok chị Lê Trang, vậy em nói rõ muốn chết luôn á mấy chị. Mà sao không nghe được, em không hiểu luôn á. Dạ chị Trang em hết. Rồi màu xanh giùm em nha, 90. Kèm ký em mới chốt nha, còn không có ký em cũng cho qua nhóm chị gái nha. Rồi 90.000 màu xanh, 50-60kg nha. Vàng sau lưng 270. Rồi 270 em đang xả 240, 60-70kg áo vàng sau lưng. Rồi 60kg mặc vừa nha các chị nha, xanh em xả 90. Hàng sale 150 xả 90 cho mấy chị còn chưa vừa lòng nữa đó. Rồi màu xanh em 90. Màu xanh 90, áo bên em là 75kg trở lại mặc vừa, 75kg là 270 một cái. Rồi màu vàng nha, 90.000 luôn. Cái này là sale 150 xả 90 cho mấy chị ha. 62-63kg là mặc ok dùm cho em màu vàng. Màu vàng và màu xanh 90.000 luôn. Áo này tất cả là hàng 250 nha, hàng sale 150 xả 90.000. Rồi 60kg, 63kg mặc vừa dùm cho em áo màu vàng nha mấy chị gái nha. Em cũng không biết bả gì nữa. Em chỉ biết nó 250 một cái em đang xả hàng thôi chị nha. Em chỉ biết là em đang lai áo này là 250, áo ăn đông. Em đang xả cho mấy chị 150, giờ em xả luôn là 90.000. Rồi tuần trước mấy chị mua là 150. Rồi đẹp quá mấy chị, màu vàng dùm cho em nha. Giá 90.000 giá xả. 63kg là mặc ok mà em. Màu vàng, màu xanh, màu nâu nha. Rồi ok chị Kiên đi, cố gắng mua giùm em một cái nữa nha chị gái. Tại vì bên em á là em bán cho khách nào mà chia sẻ đầu like và giá mua một nửa tiền như là 90.000 như vậy, có chia sẻ mới bán và mua hai cái mới chốt. Còn một cái em cũng không có bán nha, không có đi đơn được. Mấy chị gái nha, 150 em mới đi đơn. Rồi màu vàng này em đang xả 90. Mấy chị nhìn rõ giùm em. Ở dưới đây là nó có cái like cột nha mấy chị gái nha. Đây. Đó. Mấy chị không thích về mình cắt ngang lại, còn thích mình bỏ trong quần giùm cho em. Xả 90.000 vàng.
em đăng xả cho mấy chị là nói chung là nó hàng nó quá trời rẻ luôn. Đi lấy sỉ là em lấy hàng một lần 5.000, 10.000 cái, nhưng mà giá nó 100 mấy chứ không có giá mấy chục ngàn mấy chị gái nghe. Rồi màu hồng em xả 80.000. Mấy chị biết em ôm hàng ăn đông á, một lần là từ 700 triệu đến 1 tỷ. Chứ không phải rẻ tiền đâu mấy chị. Rồi về mình lựa ra, mình bán nha. Dạ chị Trinh Ngọc ơi, mình không có số ký, em chưa chốt và giá tiền cũng không có, em chưa chốt được nha chị. Cái này em bán cho mấy chị 80.000. Em lấy lô lộn xộn rồi mấy chị biết không, từ 120 đến 125.000. Em về em tách ra em bán cho mấy chị 150, 178 có, 200 có. Nhưng về sau này em bán cho mấy chị có 70-80.000 một cái thôi. Rồi cái áo hồng này em xả 80 nha. Chốt hàng mà mình không có ký, không có giá, em không có chốt được đâu mấy chị nha. Tại biết sao em chốt nó không vừa mấy chị gái ơi. Chị Bích Lan ok. Rồi màu đen này là bữa trước em sale 150. Bích Lan ơi không có xuống hội, em không có bán nha chị. Em chỉ bán cho chị nào có xuống hội giá tiền đầy đủ thôi à. Rồi cái này đẹp quá trời, màu đen nha. Cái này em sale 150, xả cho mấy chị 90 đen, 50-60 kg. Dạ chị Hồng ơi, em thật sự muốn bán chị lắm nhưng mà chị bình luận không có rõ, em không chốt được nha, không hiểu cái gì luôn. Beo 100 trắng nâu, em không hiểu nha chị. Dạ chị Ngọc Giàu, chị có thích thì em bán, có thích thì bộ em đang mặc là 600 nè, chị cứ bình luận 600.000, 50 kg rồi xong là em gửi ra bán liền cho chị nha. Cái chị nào mình có số ký và giá tiền là em bán liền à. Còn mấy chị hỏi không không là em không có chốt nha. Em là như vậy đó mấy chị, chốt là phải đúng size mình mới mặc được. Rồi em ok chị. Em ok chị Lê Trang nè. Chị Bích Lan ok màu vàng, có mua cái gì nữa em mới chốt nha. Rồi cái này là em xả 130, 180 xả 130 nha, 60 kg mặc vừa. Rồi cái này là 180 nha, em xả 130, 60-62 kg mặc vừa màu cam. Dạ chị Thanh đợi cho chừng nào mà em đọc ví dụ như là 72 kg thì chị chốt nha. Còn ví dụ em đọc 50-60 kg á, chị đừng có 72 kg, chị đừng có để vô, em không chốt được đâu nha chị. Để vô cho chị có bán được đâu, có đi được đâu, bán được đâu. Vậy Bích Lan ơi, chị có chốt thêm không? Hả, chốt thêm thì em sẽ giữ đơn này cho chị. Cái này là hàng 250 ha. Em đang xả có 90.000 nè. Rồi cái này 130 màu cam. 62 kg mặt vừa giùm em ha. Rồi cái này là cũng 250 nhưng hàng sale 150, xả cho mấy chị 90 nè. 60 kg, 62-63 kg mặt vừa màu xanh nha các chị. Em nói cái tiếng nói em thấy nó rõ lắm luôn mấy chị. Em nói số ký từng size từng cái một luôn á các chị. Rồi màu xanh nha. Em đang xả cho mấy chị 90 màu xanh. Cái này là hàng bữa trước á, là 250 đó. Sale là 150 nha, đang xả hàng 90. Như chị Kenny nè, với lại chị Bích đồ này, ví dụ một cái 90 là em không có chốt đơn nha mấy chị. Em phải chốt từ hai cái trở lên em mới chốt nha. 150 trở lên em mới bán cho mấy chị được, mới đi đơn được ha. Chứ còn mấy chục ngàn là em không có chốt. Rồi cái này màu đỏ giùm cho em. Cái này là em xem 150 đang xả cho mấy chị 80 ha, 50-60 kg đỏ. Màu xanh là 90 giùm em. Màu đỏ em đang xả 80 nha, chốt thì bình luận cho em. Chị gái nào mình mua đủ đơn được thì chốt, còn không thì mấy chị coi chơi thôi. Đừng chốt một cái mấy chục ngàn nha mấy chị. Mấy chục ngàn bên em không có đi đơn đâu. Rồi cái này em đang xả cho mấy chị 80. Ở hôm trước trao đồ 80.000 áo sơ mi nha, 50-60 kg dùm em. 50-60 kg nha, chốt thì bình luận cho em. Ok chị. Ok chị Hằng nè. Ủa mà chị Hằng này bữa hổm có cái hàng xả hay gì không ta? Hằng này bữa bà ba rồi bữa cái gì không muốn giao xả không? Đúng rồi. Bà ba rồi, còn cái áo với cái bỏ. Không muốn nhận thì bỏ đúng không? Dạ.
Rồi cái này là màu kem nha, xe 150 xả 80, 50 60 kg kem. Chị Lê Hằng ơi, chị có chắc chắc chốt không chị? Có chốt ok thì chơi chốt mẹ em nha. Còn không thì chốt mà không đi đơn được em không chốt nha. Dạ chị Hằng không có gửi đó chị, tại vì có một lý do gì đó mà nói chung là sao á mới không gửi đó. 26 đẹp 15 là gì nè? Là gì nè? Cái gì? Cái này là chịu ra lấy đi rồi còn mệt. Rồi chế đẹp rồi chốt kem 80. Kem với đổi đó chị gái, rồi chốt hai cái mình chốt luôn cho đi đơn nha. Một cái 80 em không có chốt nha các chị, không có chốt nha. Chốt 150 cho đi em mới chốt nha các chị. Rồi cái này là màu đen đi mấy chị. Cái này 120 em xả 70 nha. 60 50 60 kg mặc người giùm cho em. 50 60 kg nha. Em xả 70. Dạ đúng rồi, không có gửi chị Hằng. Rồi cái màu đỏ này chị Hằng có một cái em cũng không chốt được nha. Để em chốt cho chị gái Bích Lan nha chị Bích Lan. Em chốt cho Bích Lan cho đủ đơn nha. Rồi màu kem. Ok chị Võ Ngọc nha, chốt em cái nữa em chốt nha chị. 150 trở đi em mới gọi nha chị. Một cái là 80 em không có đi đơn nha. Võ Ngọc em ok nha. Rồi cái này em đang xả cho mấy chị 70, 120 em xả 70 nha. 70 giùm em đen. Gọi không được người sao mà giao. Rồi beo giùm em nha. Dạ chị Trang Phan em hết rồi, chốt từng cái đi chị. Dạ không phải là nói chị không nhận nha chị Hằng, gọi không nghe máy chứ không có nhận. Gọi mấy lần không nghe máy xả hàng nha, chứ không có không phải không nhận. Rồi chốt mà đừng cho beo, beo giùm em. Chị Kim Loan ơi, chị bao nhiêu ký vậy chị? Màu đen bao nhiêu ký vậy chị? Cái này 50-60 ký, bình luận ký giùm em nha, chị Kim Loan. Chị Hằng không phải không nhận mà không có nghe máy nên không gửi được, chứ không phải là không nhận nha chị. Chị Kim Loan bình luận ký nha, chứ không là em không chốt được đâu, không vừa. Bác ơi, kiếm cái hàng này, còn thấy mấy cái nè. Cái hàng thun này nè, đem ra đây. Chị có chốt một bộ beo xanh bên sách đồng hợp giá 170. Rồi, chị Tao Ngọc ơi, bình luận ký giùm em đi. Chị Kim Loan là em xả nha, tại vì mình không có số ký không vừa. Mấy chị chốt số ký đi em bán nha, còn không thì mình đừng lấy nha. Dạ chị Hằng đúng rồi, đơn trước là chị nhận nhưng đơn sau chị không có nghe máy nên không có bán được nha. Vậy tôi Tao Ngọc ơi, bình luận ký giùm em, có 50-60 ký chốt bình luận áo này nè bác. Ừ đúng rồi, 50-60 ký chị Tao Ngọc bình luận, có vừa ký em mới bán nha. Dạ chị Hằng ơi, chị để mua thêm mà hổng giờ chắc cũng tháng rưỡi rồi đó nên không thấy chốt, em xả thôi chị nghe. Xả rồi. Bên em là không có giữ đơn ngày này qua ngày nọ nha các chị. Rồi beo xả 80. 50 60 ký nha. Chị Tao Ngọc ok hoài, em không có chốt nha chị. Mình quan trọng là số ký vừa hay không nha. Không vừa ký em không có chốt đó chị. Bên em là ví dụ như bán bây giờ nè, chiều nay đi đơn hoặc là chậm lắm ngày mai đi đơn chứ không để qua ngày nữa. Mấy chị mua xong mấy chị giữ tháng rưỡi luôn á, chưa có gọi được luôn á. Rồi mình đỏ nha, 120 xả 70. Chị Tao Ngọc em xin chị một cái số ký nha. Đừng ok hoài em không có chốt. Tại vì em muốn bán giống chị xong thật lòng và vừa ký đẹp, chứ còn bán tào lao em không bán nha các chị. Mấy chị mua đúng là tốn tiền thiệt nhưng mà không vừa, bán đi làm gì. Rồi ok chị Tao Ngọc nha. Rồi màu đỏ nha, 120 em xả 70, 50-60 ký. Đỏ với hồng giùm em. Em bán cho mấy chị đủ đơn là 150 chứ lên em sẽ chốt đơn. Áo phía sau 60-70 ký, 270 em đang xả 240. Rồi màu hồng nha, em đang xả cho mấy chị 70.000. Cố gắng chốt giùm em hai cái nha. Màu đỏ với màu hồng. Hàng này là hàng Quảng Châu nha mấy chị, 50-60 ký màu hồng. Xả 70.000 chốt hai cái em đi đơn nha. 150 chưa lên em sẽ chốt đơn.
còn dưới 150, ít quá là em xả mấy chục ngàn là không chốt nha các chị. Rồi chốt vào lần cho em màu hồng nha, chứ là chị gánh là mua hai cái được thì em sẽ chốt nha. Chị Thanh Tiên ơi, chị mua thôi, mấy chị mà không có số cái hội là em không có xin nha mấy chị, em không chốt chứ em không có xin nha. Rồi màu rêu, màu rêu cho em nha, 50-60kg xả 70. Chị Tâm Ngọc ok, chốt vào lần ký tiền, ký và tiền thì em luôn nghe chị mấy chị. Để em bán một ngày là khoảng mấy chục mẫu luôn, nó nhiều giá khác nhau nha. Rồi 50-60kg màu rêu 70.000 nha. Màu rêu màu đỏ em, chị nào có ký có số điện thoại có giá tiền đầy đủ em sẽ bán nha. Còn chốt không là em không có chốt nha các chị. Dạ ok chị Tao Ngọc. Rồi cái này là màu màu rêu dùm cho em 50-60kg nha, màu rêu với màu đỏ nè. Em xả 80 nha. 70. 70 nha các chị, 70 dùm cho em. Rồi cái màu xanh. Màu xanh này là hàng sale 150 nha, xả 100. Dạ chị Thúy Kiều ơi, kèm ký em mới chốt được chị. Dạ 70kg đó chị. Chị Đặng Loan, em đang xả 240 ha, 70kg màu vàng xả 240. Rồi cái này là 150 em xả 100 nha, 60kg mặc vừa. Chị Kiều ơi, mình có ký em mới bán được nha chị. Nếu mà cái áo mà không có cột nơ thì cái màu khác, cái mẫu khác. Có số ký mới bán nha, 50kg đến 60kg mặt vừa. Cái này 120 đang xả 70 nè. Chị Thấy Kiều mình chốt và lần ký và giá nha. Rồi chứ đẹp nào chốt và lận giùm em. Áo em đang mặc là xả 150-60kg nha. Chị Thấy Kiều mình không có giá, không có ký em chưa chốt nha chị. Tại vì chốt mặt không vừa mất công á chị gái ha. Rồi chứ đẹp nào chốt cái này em xả cho mấy chị 100.000 màu xanh. Cái này là 50-60kg nha. Rồi chiếc đẹp nào chốt thì bình luận cho em 100.000 nha, 50-60kg mặt vừa. Rồi em ok chị Tâm Ngọc nha, 100. Rồi cái này là màu nâu dùm cho em, xe 150 xả 90 nha. Xem 150 xả 90 giùm em. Xem 150 em xả 90 nè. Biết nãy tao xả tao tặng mẹ cho khách được rồi. Chị Tao Ngọc ok chị gái nha chị. Dạ 65kg hơn sau 240 giá xả nha chị, 240. Rồi chị gái nó chốt vào lần cho em, cái này là 60kg nha. Dạ chị Thánh Kiều qua chị không rõ ràng em không chốt nha. Em thấy chị bình luận đỏ với hồng rõ ràng đây nè. Rồi giờ chị quất cái màu xanh em không chốt cho chị được cái nào đó hả chị. Rồi chế đẹp nào chốt màu nâu nè, 50-60kg nha, 150 giá sale xả cho mấy chị 90 nâu. Chị nào chốt hàng rõ ràng em sẽ bán nha, còn không rõ ràng thì cho qua giùm cho em. Tại vì mấy chị mua không có đúng hàng mặc không vừa ha. Rồi màu cam này em đang xả 130, 60kg, 62kg nha. Màu cam 130, chốt từ 150 cho lên em sẽ chốt. Chị gái nào mua ưu tiên đủ đơn em chốt liền nha. Có số ký và giá tiền em mới chốt, còn không chốt lại nha mấy chị. 55 đến 62, 63kg mặt vừa em xả 130 màu cam. Màu cam nha, chốt vào lượng cho em. Màu cam nha, xả 130 áo màu cam sami. Rồi màu hồng, à quên xin lỗi, màu đỏ nha, 50kg hơn 50kg ha, xả cho mấy chị 70.000 màu đỏ giùm em. Chị gái nào mình mua thì có số ký em sẽ bán nha, còn không có số ký em không chốt, với lại số điện thoại mình không có em cũng không chốt luôn. Rồi chốt và lượng cho em 50-55kg mặt vừa em xả 70 màu đỏ nha. Ok chị Lê Trang màu cam. Cái số ký của mình mà mình không biết được nữa thì em không có chốt hàng được ha. Rồi ok chị Lê Trang. Cái màu
màu nâu này là hàng sale 150 đó chị Quỳnh, bởi em đang xả có 90 ha. Tuần trước là mấy chị mua tất cả là 150, nhưng mà tuần này em xả hàng để về, nói chung là em về một lần là mấy ngàn cái lần chứ không hết. Rồi cái này là em đang xả 90 nè chị Quỳnh bưởi. Áo này là áo ăn đông nha, 90 ngàn. Không chị xinh xinh ơi à, có nhiều lắm mà hết rồi xinh xinh. Rồi chế đẹp nào chốt cái đen này em xả luôn cho các chị 90 nghìn nè. Cái này là bữa hổm em sale là 120, nhưng mà em xả 90 màu đen. Rồi cái này là 70 ngàn màu đỏ nha, 50 hơn 50kg. Xinh xinh có chốt cái áo đó không? Bữa trước đây chị có mấy trăm cái mà chị hết rồi. Ok chị bưởi nâu chị lấy phải bình luận giá 90, bình luận giá giùm em chốt nha, không có giá không có chốt đâu. Rồi màu đen em xả 90. Màu đen em xả 90 nha, chốt bình luận cho em. Hai cái em chốt, một cái em không có chốt nha các chị. Ok chị Quỳnh bưởi nè, màu trắng xinh xinh chị hết hàng rồi. Chị Hằng ơi, chị chốt có cho giao không chị? Chốt cho giao thì mới bán nha. Một cái em không có đi đơn, nói trước là không đi đơn nha. Dạ chị Thơm Quỳnh 70kg đó chị. Màu vàng chị Thơm Quỳnh có chốt về bình luận, để 240 giùm em là em chốt nha. 70kg 240, 60-70kg nha. Chị Thơm Quỳnh có chốt bình luận nguyên bộ chị. Xanh nha, xanh này xem 150 xả 90 xanh, 60kg, 62kg mặt vừa, 62-63kg mặt vừa ha, xanh. Chị Quỳnh bữa chốt cố gắng cái rồi em chốt đơn nha. Em đang xả 90 xanh. Dạ chị Hằng ơi, chốt cái nữa em mới giao nha, chứ 90 bên em cũng không có giao nha chị. 90 em không có giao ha. Rồi cái đẹp nào chốt và lượng cho em. Cái này là màu xanh. Ok chị Quỳnh bưởi nè. Chị gái nào mà mình chốt có ký là em sẽ chốt nha. Có ký và có giá em sẽ chốt. Còn mấy chị chốt mà chốt không không á là em không có chốt nha các chị. Rồi màu trắng chữ nè, màu trắng giùm em. Cái này xem 150 nha, xả 90 mà em trắng. Chị Quỳnh bưởi có chốt mấy cái này về bán được lắm, tại vì hàng sale là 150 thôi. Em xả chỉ có 90 rồi. Màu trắng giùm em nha, 60-62kg mặt vừa giùm cho em. Chị Hằng em không có giữ mà lâu như vậy đâu. Em nói rồi, sáng bán là chưa giao nha, chứ em đâu có giữ tháng mấy 2 tháng được chị. Rồi màu đỏ giùm em nha. Trời ơi, hàng đâu có ế đâu mà giữ vậy chị. Bán mỗi ngày là xả ra bán rồi. Màu đỏ em xả 90 nha chị. Màu đỏ em xả 90 nha, 50-60kg, 62kg mặt vừa. Rồi hàng không có bán mà giữ làm gì chị. Rồi đẹp quá mấy chị ơi. Cái đó là màu trắng nha, cái này màu xanh giùm em. Xanh đen nha, xanh dương. Xinh xinh đây, không có trắng nha. Có chốt đỏ hồng thì ok chứ không có trắng. Xinh xinh có chốt đỏ hồng thì ok nha. Đồ bộ anh em bao la, bao nhiêu. Rồi màu xanh dương 90 nghìn. Trời ơi cái áo này mà hàng sale 100 mấy, 150 bảo ra bán 90 ngàn màu xanh dương. Ok chị Quỳnh bưởi nè. Xinh xinh có chốt á thì đỏ hồng có, chứ đồ trắng đâu có đâu lấy. Chốt phải đi đúng hàng mới có hàng chứ. Rồi beo nha. Beo em xả cho mấy chị 80 luôn. Beo cho 80 nha, 60kg mặt vừa, 50-60kg nè, beo. Beo nha, xinh xinh có phải khách sĩ ngày xưa lấy của chị không hay là khách mới? Rồi 80 ngàn, nếu khách sĩ thì nói đúng là chị lên hàng cho. Ok chị xinh xinh, ok, em ok chị bưởi nha. Ok chị bưởi, beo, 80 beo. Beo này là beo lợt nè chị, bưởi có chốt beo lợt bình luận nha. Còn em đang mặc ok chị. Ok chị bưởi nha, 80 ngàn beo. Áo trung niên ở sau đây chị, 270 nè chị Phạm Hùng, 270 nha. Đang xả 240 có chốt bình luận, 60-70kg mặc vừa 240.
Rồi, beo em đang mặc là beo đậm nha. Em có beo lợt. Chị gái nào chốt beo lợt bình luận cho em. Bình luận nha, beo lợt. Beo đậm, beo lợt. Rồi, áo trung niên nha, màu đỏ em. 60-75kg màu đỏ em nha, 200. 60-75kg màu đỏ 200. Xinh xinh là chưa chốt nha, tại không thấy trả lời, không có chốt. Chị Nhung ơi, chừng nào mà em đọc 63kg thì chị bình luận 63kg nha. Tại em đâu có đọc 63kg đâu. Ok chị Ni cho em số ký nha. 50-60kg bình luận ký mà em chốt. Chị Ni bình luận ký mà em nha. Beo 50-60kg bình luận ký mà cho em. Xin xin ơi, bây giờ để thêm. Nhưng mà ý là có lấy hai cái đó thì nói nha. Còn chưa chốt đâu ha. Rồi màu đỏ 250 mà em. Có chốt màu đỏ với màu hồng hay là đỏ với rêu thì bình luận. Rồi chị gái nào chốt bình luận cho em. 60-75kg đỏ 200 nha. Có chốt thì phải bình luận chứ còn à. Rồi chốt bình luận cho em nha mấy chị. Cái này là em kêu xanh 50-60kg thêm một beo. Ok chị Quỳnh Bưởi thêm một beo. 50-62kg mặc vừa xanh giùm em nha. 170. Rồi ok chị Ken. Mình mua hàng á, bình luận ký và màu kèm một tin nhắn nha. Màu xanh 170 em, 62kg đổ lại. Ok chị Him Bell nha, chị Quỳnh Bưởi. Rồi áo em mặc là 170 nha, màu xanh. 50-62kg mặc vừa. Ok chị Sinh. Rồi màu rêu đỏ hồng. Xanh ơi, cái này còn màu xanh nữa nè. Xinh xinh có lấy màu xanh thì ok giùm nha. Xanh 120 em đang xả nha, 70.000. Xinh xinh có chốt thì bình luận giùm nha. Có cái màu xanh nữa đó. Rồi áo em mặc màu xanh 170 nha. Chốt thì bình luận cho em. Xinh xinh là chắc khách mới đúng không xinh xinh? Xinh xinh là khách mới đúng không? Rồi chế đẹp rồi chốt thì bình luận cho em nha. Em đang mặc màu xanh là 170 nha. Lấy màu đen đi nha, tạm thấy chị. Ok, chị tưởng là em khách cũ, tại khách cũ chị lấy là ok lắm. Lấy hàng 400-500 ngàn một cái mà lấy là lấy dèo luôn, không có suy nghĩ luôn á. Lấy nhiều lắm. Rồi áo màu vàng giùm em. 63-65kg đô lại giùm em nha. 230 nha. Chị gái nào chốt lượng lượng cho em. 230 màu vàng nha. 63-65kg mặc người giùm em. Màu vàng 230. Chứ đẹp nào chốt và lượng cho em nha. 230. Em đang xin địa chỉ nè. Rồi cái này là 120 nha. 120 em đang xả 70 màu xanh. 50-60kg nha, hàng Quảng rồi. Châu. Rồi. Dạ rồi, về tiền ship 22 nữa là 322 nha. Rồi đẹp quá mấy chị gái nha. Xả 70.000 giùm em. Dạ, kiểm tra hàng hả chị? Chị kiểm tra hàng, rồi chế đẹp nào chốt và lượng cho em. Xanh này em đang xả 50-60kg nha, hàng Quảng Châu. Em xả cho mấy chị 70 xanh. Ok chị Vũ Nhân. Rồi áo màu hồng này em xả cho mấy chị 80 nè. Cái này là 120 xả 80 ha. Hồng 60kg, 62kg mặc vừa. 80.000 giùm em. 80 nha, chị gái nào chốt và lượng cho em. 60-62kg 80.000. Ok chị Vũ Nhân, 170. Alo. Rồi chị gái nào chốt và lượng cho em. Cái này là màu hồng nha chị gái nha. 60-62kg 80.000. 80 nha, chốt là bình luận cho em. 80 màu xanh nha, màu xanh là hàng xe 150, em đang xả 90 màu xanh.
màu xanh nha, xem 150 xả 90, 62 63 ký mặt vừa. Màu xanh em xả 90. Gái đã chốt và lần cho em 90.000 màu xanh nha các chị. Cái hàng này là hàng sale 150 nha. Ok chị Bưởi nè. Rồi màu vàng này là hàng sale 150 nha, xả 90. Mấy chị mà mua like trước á, like hồi tuần trước á là sale 150 ha. Bây giờ em xả hết để em nhập hàng về tiếp mấy chị. Màu vàng xả 90 nha. 62 63 tí là mặc ok giùm cho em. 90.000 giùm em vàng. Có hai cái áo 100 với lại một cái 80. Đẹp lắm. Rồi, em ok chị Hằng, 90 vàng. Rồi cái này đẹp chưa các chị? Cái này 60 ký nha, 62 63 ký mặc vừa em. Em xả cho mấy chị cái này, cái mẫu này 90.000 luôn. Vàng 1 giùm cho em nha. Em tính là xả 120 đúng không chị? Để bộ hỏi mấy xả 150 nha. Rồi em xả 90 giùm em, vàng 2. Vàng 1 đi mấy chị, vàng 1 đi. Vàng 1 nha, chốt vào đường cho em. Màu đỏ này em xả cho mấy chị 100 thôi, đỏ. Màu đỏ em xả 100 thôi nha. 250 mấy áo xả cho mấy chị. Ok chị Lê Trang nè. Thôi xả đều cho mấy chị 90 luôn đi, khỏi mất công 100 nha. Đỏ này 250 đó, em xả cho mấy chị là 90.000. 60 ký nha, màu đỏ cho em. 90.000 đỏ. Em ok chị Vũ Nhân nha, 80.000, 62 ký hồng. Màu đỏ 90 giùm em. Màu đỏ này 250 đó mấy chị, xả 90 nha. Ok chị Quỳnh Vũ nha. Ok chị Bích Lan nha. Bến liễu hả? Chị gái đâu chốt được cái cam này là không đẹp không lấy tiền. Cái màu cam này á là 250 đó. Xe 150 xả cho mấy chị 90 cam. Chị Lan, à quên lộn, chị Lê Trang lấy đi, cái hàng này đỉnh lắm. Màu cam 90 mấy em nha. 250 xả cho mấy chị có 90 à. Rồi em ok chị, em ok chị Bưởi nè. Em được có một cái màu hồng nè. Em được có một cái màu hồng. Màu hồng nha, chốt lượng hồng giùm em, 90 hồng. 90 hồng giùm em nha. Đẹp quá trời mấy chị. Hồng giùm em 90 nè. Em ok Lê Trang nha. Hồng 90 giùm em mấy chị. Hồng 90 giùm em, quá đỉnh luôn. Màu hồng 90 nha, em có cái một à. Lê Trang ok ha. Màu hồng này rất đẹp nha các chị. Nó màu hồng hồng vàng vàng nha. Nó có màu hồng này nè. Không đẹp là không lấy tiền. 90.000 giùm em. 90 hồng nha các chị. 50-60 ký mặt vừa. Màu hồng giùm em 250 lần á, hàng sale 150 em đang xả có 90 à. Ok chị Bưởi màu hồng. Rồi màu xanh giùm em nha, 90 xanh. 50 60 kg giùm em nha các chị. 50 60 62 kg mặt vừa. 90.000 xanh. Một cái thôi các chị, sale 150 xả 90 ha. Chị Quỳnh Bưởi màu hồng ok. Chị gái nó chốt cái vàng sọc này, để vàng sọc giùm em nha, đẹp quá trời luôn. Dạ em cảm ơn chị Lan. Áo sọc này mấy chị em xả 90.000 mà bữa hổm sale 150 mấy chị mua quá trời luôn.
vàng nha, sọc vàng đem 90.000. Xanh giùm em 90. Sọc vàng em nha mấy chị, đẹp lắm. Ủa hổng mấy chị mua em tuần trước là 150 sale á, mà giờ em xả chúng chị có 90.000 thôi. Sọc vàng với xanh nha, đẹp quá trời luôn. Mặc vô với Hương. Chị Lê Trang lấy cái này đi chị, tại vì hàng 250 đó, chứ không phải hàng rẻ tiền đâu. Hàng 250 đó các chị. Đẹp quá trời đẹp luôn. Gái nào chốt nữa bình luận cho em nha, màu vàng. Rồi màu xanh giùm em nè, màu xanh nha mấy chị, màu xanh giùm em quá đỉnh luôn, 90.000 xanh. 90.000 xanh nha, chốt bình luận kinh 90 giùm em. 90.000 nha, chị gái nào chốt bình luận cho em 90 xanh, 90 vàng. Xanh đen nha, chốt bình luận xanh đen. Cái này em cũng xả luôn nha mấy chị, xả 100 luôn. Trắng beo nha, xả 100 luôn, 60kg mặc vừa. Cái này em xả có 100.000 nè, trắng beo. Chị Hoa ơi, chị cho em số ký đi chị nha, có số ký với mấy chốt. Không có số ký mà không vừa mất công ha. Em chốt từ hai cái cho đi mới chốt đơn nha, 150 cho đi mới chốt. Chị Hoa có số ký mới bán nha. Rồi chiếc đẹp này chốt beo trắng giùm em 50-60kg nha. Beo giùm em 50-60kg em xả 100. Beo trắng nha. Chào chị Ánh Loan bên em đang gọi. Rồi chốt vào lần trắng em 100 nha, trắng 100 giá xả. Dạ bộ em mặc là em mua 600. Chị Vũ nha, có chốt thì 50kg 600.000. Bộ em đang mặc, em mua mặc là 600 nha, nếu thích thì em để lại cho. Rồi màu đỏ em nha, 50-60kg em xả 100. Chị gái nào mua được 150 chưa lên lẹ có đơn nha. Còn dưới 150 bên em không có chốt nha. Chị Hoa bịt Huỳnh ok nè, vàng. Ok chị Diễm Nguyễn nha, 150 cho lên bên em có gọi chốt nha các chị. Rồi màu đỏ màu trắng chốt và đựng xả 100. Rồi màu xanh giùm em nha, xả 90, 60kg, 62kg mặc ok em cho em nha, xả 90. Chị gái nào mình mua được hai áo hoặc là 150 cho lên bên em sẽ gọi nha. Còn mấy chị mua dưới 150 á là bên em xả đơn, không có bán nha, không có đi đơn. Rồi chốt vào lượng cho em màu xanh nha, xả 90 giùm em. Hàng sale 150 xả 90 nha. Màu vàng là sale 120 xả 80. Màu vàng 60kg mặc vừa màu vàng nha, 80.000 màu vàng giùm em. Áo An Đông nha các chị nha, màu vàng xả 80. Màu xanh em đang xả 90 nha. Chị gái nào đủ đơn em sẽ lên đơn ha, còn chị gái nào không đủ đơn là em hủy đơn ha. Rồi chị gái nào chốt vào lượng cho em. Cái này là cho em vàng 1 nha mấy chị, vàng 1 90.000 luôn, 60-62kg mặc vừa vàng 1 nha, em xả 90. Vàng 1 giùm em ha. Vàng 1 em xả 90 luôn mấy chị, đẹp quá trời, có sót một cái nha các chị, rất là xịn sò luôn. Vàng 1 nha, em xả 90 vàng 1. Vàng 1 em xả 90 nha, đẹp quá trời. Vàng 1 nha, xả 90. Dạ chị Hoa Huỳnh ơi, mình bình luận ký đi chị, giá tiền đi chị. Em nói hoài nãy giờ luôn á chị.
càng ký kèm giá cho em một dòng tên em chốt nha. Rồi màu trắng nha, 90.000 60-62kg mặt vừa mấy chị, 90 giùm em giá xả nha. Chị gái nào có ký có giá em bán nha, ký giá và tiền, ký giá màu. Rồi trắng giùm em nha, 90 giùm em, 150 bên em sẽ chốt đơn. Tiền ship 30.000, tiền ship là 30.000, tiền ship là 30 nha mấy chị. Chị Duy Nguyên ơi, chị bao nhiêu ký? Bình luận ký với em đi các chị. Chị Duy Nguyên ơi, số điện thoại sai rồi cho số lại đi chị. Số điện thoại bình luận lại cho em đúng nha. Chị Duyên có chốt bình luận ký và giá giá tiền luôn ha, màu. Rồi em ok chị bưởi nha. Xanh nha. Màu vàng em hết nha chị. Em hết nha chị bưởi. Em có lấy màu xanh nha. Em ok chị Ánh Loan nha. Em ok chị Ánh Loan. Ok chị Ánh Loan nha. Ký đó chị Hai Dương, em đang sale 240 ha, 70kg mặt vừa, áo sơ mi vàng 240. Rồi chị gái nào chốt trắng và lượng cho em trắng nha, xả 90, 60kg mặt vừa, 60-62kg trắng nha. Màu vàng em xả 80 nè bà nè. Rồi chốt và lượng cho em nha, 80.000. Cái này sale 120 xả 80 màu vàng, 60kg mặt là ok nha chị. Ok, Ánh Loan hồi nãy có gọi rồi nè, lấy cái áo bỏ vô giao luôn. Bác ra lấy cái áo Ánh Loan bỏ vô cho cô. Rồi màu vàng em xả 80 nè. Cái này là em còn sót lại một cái cam nha, gái nào chốt nãy không có nè, 90 giùm em. Màu cam em sót lại nha, xả 90 nè. Cái này hàng sale 150 nha, xả 90, 60-62kg một cam, 90.000. Chị gái nào nãy giờ chưa có cái áo này thì chốt nha. Nãy em thấy có mấy chị chốt mà nó sót á. Màu cam em xả 90 nè. Màu cam 90, màu hồng 90 nè. Cái này là em sót lại hai cái nha. Cái này nãy em hết rồi. Màu hồng với màu cam 90.000, 60-62kg mặt vừa. Mấy chị mua mua hàng nghiêm á, nó 250 một cái nè. Nó giống cái áo sau lưng em nè, 270 đó. Ok chị Hoa nè. Rồi màu hồng giùm em nha, 90.000, 60kg, 62kg nha, hồng em. Cái này là 250 nha mấy chị. Hàng sale em sale 150 đó. Em còn em xả 90 luôn. Chứ nó tới 250 một cái luôn. Ok chị Hoa. Ánh Loan còn này nè Phát ơi. Vậy để đơn nó lại đi chút đi. Rồi màu beo nha. Xả 80 giùm em, 50-60kg beo. Beo nha, 50-60kg. 50-60kg nha. Chị gái nào chốt mà có số điện thoại, màu, ký, giá tiền em mới trả chốt nha. Còn để không không em không có bán đâu mấy chị gái nha. Bán không không bán sao được mấy chị. Rồi beo 80 nha. Ví dụ mấy chị để chữ beo hoặc là để chữ cam mà không có một cái giống gì đó, nên em không bán nha mấy chị. Em bán là rõ ràng lắm nha. Chốt là phải thứ tự đàng hoàng mới bán nha các chị, chứ không mua không không là em không có đọc đâu mấy chị gái nha. Rồi chốt về bình cho em beo 80. Ôi cái trắng này nó đẹp quá mấy chị ạ. Cái đen này nó đẹp quá các chị ơi. 90.000 đen em nè, 90 đen.
Beo 80 nha, 50-60kg mà vừa. Mấy chị cứ chốt bây giờ là chiều em đi đơn hết, mấy chị yên tâm nha. Rồi màu đen em xả 90 nè, 60-62kg mặc vừa đẹp. Màu đen 90.000. Hàng 200 mấy em xả có 90 nè. Còn chị gái này hồi nãy giờ em đợi cho xứng hội nè, số size sinh hoạt không cho nè, xả liền tức khắc. Ấy mai bán tiếp mấy chị, không quan trọng nha. Em chỉ quan trọng là khách nhiệt tình mà mua đàng hoàng thôi, còn khách mà mua lơ tơ mơ không có chốt nha. Rồi màu xanh em xả 90 nè. Chị Hoa ok nè. Màu xanh nha, xanh giùm em, 90 giùm em. 90.000 xanh giùm em. Không có giá, không ký, không có màu là em không có bán nha mấy chị. Ok chị Thúy Kiều nè, chị Thúy Kiều cố gắng chốt cái nữa em nha. 150 cho đi em chốt. Kèm ký kèm giá em chốt nha. 80.000. Dạ chị Vân ơi, chị có nhận bên em lần nào chưa vậy? Áo sơ mi á 70kg thôi chứ 74kg mặc ôm á chị, 270 em xả có 240 rồi. Chị Vân mình có nhận bên em lần nào chưa? Dạ. Chị Mỹ Phương ơi, mình không có ký, không có giá, không có gì á, nên em không có chốt nha chị. Không có số ký em không có bán. Alo. Alo, chị, cái đơn của Lan Kim á. Đấy là Khánh nói là hôm bữa là khách đặt là hai bộ là miễn ship á, nên Khánh mới đặt hai bộ á. Em nói theo đây là có ship á chị ạ. À? Bây giờ đưa cho khách nghe, bên em cả đời cũng không bao giờ có chuyện miễn ship, cho khách nghe mà em đi. À. Em bán từ 5 năm mà chưa bao giờ có chuyện miễn ship. Mà Khánh nói nhưng mà Khánh vẫn đưa tiền, ấy là em hỏi lại cho dạ. Khách kêu em gọi lại cho shop á. Dạ. Mà nãy em đang bận gọi cho khách nên em chưa có gọi á. Dạ bên rồi, em rồi, bên em đặt cách em nói cho. Dạ, dạ, dạ. Cả đời cũng không có miễn ship, đừng nói miễn ship nó mắc cười lắm nha. Dạ dạ dạ, tại khách nói em cũng đâu biết đâu, khách dạ. Đặt mà. Ok. Dạ, dạ. Rồi rồi chị. Rồi chị gái chốt màu trắng nha, xả 90-60kg mặc vừa. 60 nha. À 60kg, 62kg màu trắng với màu xanh, chốt vào lượng cho em nha. Kèm ký kèm giá em. Chốt từ hai cái là em chốt đơn nha các chị. 90.000 xanh, 90.000 trắng nha. Cái này là hàng sale 150 đang xả 90 chế đẹp, nào chốt hai cái là em sẽ đi đơn, còn một cái là em không có chốt nha, tại 90.000 không có đi đơn. Bên em là 100 cái cũng thì ship 30 nha các chị. Một cái ship 30, từ một cái đến là 30. Dạ, chị Quỳnh Mai ơi, mình không có số ký em chưa chốt rồi. Chị Quỳnh Mai chốt có số ký em chốt nha, không có số ký em cho qua. Rồi màu vàng giùm em nha. Rồi ok chị Mai. Màu vàng nha, chốt vào lượng cho em. Vàng 80.000 60kg nha. Chị Quỳnh Mai ok. Rồi chị gái nào chốt vào lượng cho em. Em màu vàng nha. Màu vàng 80.000. Em chỉ chốt cho khách nào ra một dòng tin thôi ha. Ví dụ mấy chị kèm màu vàng, ký, giá, số điện thoại em chốt nha. Còn ở trên ký dưới giá số điện thoại dưới là em không có chốt được. Nó trôi, nó không có nằm chờ em được. Rồi màu vàng 80 nha. Dạ chị Mai chốt ơi, em đang đọc à, chị Ngọc chốt em đang đọc ký nha. Đọc ký và giá là có bán hết ha. Có bán mới đọc đó chị. Rồi ok chị Trang, mấy chị cố gắng chốt hai cái giùm em đi đơn nha. Cái này là em sale 150 nè, đang xả 80. Ăn đông nha mấy chị, áo ăn đông nha. Màu đỏ 60kg mặc vừa, 50-60kg nha. Hàng nghiêm 250, sale 150 xả 80. Chị Trang không ok nha, tiền ship bên em một cái hay 100 cái vẫn ship 30.000 nha các chị, chứ không bao giờ có miễn ship nha. Không chị Ngọc Mai.
Rồi chiếc đẹp nào chốt đỏ thì 50-60kg giùm em, đang xả 80.000. Hàng sale 150 nha, xả 80. Ok chị Trang. Rồi màu xanh nha, xanh giùm em, 60kg mặt vừa 90.000 nha, xanh. 60-62kg mặt vừa em xả 90. Chốt mà hàng kèm ký kèm giá là em mới chốt, còn chốt không thì em không có chốt nha. Chốt không đâu có biết cái gì đâu mà chốt. Rồi, 60-62kg mặt vừa 90 xanh. Nha, chốt và đựng kem 90 xanh. Rồi 90 trắng giùm em, cứ hai cái nói chung là 150 cho đi là em sẽ chốt đơn. Còn quá ít là em không chốt được hàng, nói là như vậy nha các chị. Rồi màu trắng giùm em, 60-62kg mặt vừa em xả có 90.000 nhưng mà hàng thực tế của nó là trên 200 luôn. Dạ chị Văn Nguyên ơi, cho em hỏi lý do nào mà chị chưa có nhận được cái đơn nào. Bên em chốt cho chị cũng mấy lần rồi đó. Chị nói giùm em một câu để em biết đường nha. Sammy em sale 150 nha, đang xả 90, màu trắng 60-62kg mặt vừa. Chị Nguyễn Kim cho em số ký 90.000 cho số ký nha. Chị nào muốn chốt hàng bên em á thì mấy chị phải cho số ký rõ ràng. Tại em không có bán như người ta, người ta bán đại ném ra mà không được tại mấy chị, còn em thì khác, vừa em mới bán không vừa em để lại nha các chị. Nên là phải có số ký nha. Rồi chế đẹp nào chốt và lượng cho em. Cái này là trắng giùm em 90.000 nha. Em chốt đơn là từ 150 cho đi làm xét có gọi, còn mấy chị mua quá ít là bên em không có lên đơn được nha. Rồi áo này sami màu nâu nè. Áo đó là em đang bán giá 250 nha. Nhưng mà chị Văn Nguyên, chị có được nghe điện thoại bên em chốt không? Cái này là 250 nhưng em xả cho mấy chị có một cái ha. Nói chung là hiện tại đang thấy một cái màu nâu 62kg mặc ok em cho em. Xả 130. Màu nâu nha, chốt về bình luận cho em. Áo sơ mi này đó 250 nha các chị. Xả cho mấy chị 130 nâu nè. 90.000 trắng nha, chốt về bình luận cho em trắng. Chị có bao giờ mua bên em lần nào chưa chị ơi? Diễm Hoa có chốt bên em lần nào chưa? Nếu thì chưa bên em á, sẽ gọi lấy cọc chị xong em bán cho chị tiếp. Có ok không? Rồi màu trắng này là hàng xem 150 nha. À màu kem 60-62kg nha, xả 100. Chị gái nào chốt một lần. Diễm Hoa mua lần nào chưa nói em biết để em chốt nha. Nếu chưa thì bên em gọi cọc liền thì em chốt nha chị. Ok thì em gọi. Màu kem này là xe 150 xả 100 nha, 60kg mặt vừa kem, 60-62kg nha các chị. Màu kem nha, chốt rất là đẹp. Rồi màu trắng nè, màu trắng của hãng xe 120 nha, xả 90 trắng, 60-62kg trắng. Màu trắng nha, chốt và lượng kem. Xả 90.000 màu trắng nha. Quá trời dễ thương mấy chị, cái mẫu này cưng lắm. 60-62kg mặt vừa nè. 60-62kg trắng nha. Diễm Hoa mình không có ok, tất nhiên là mình không chốt đúng không chị? Rồi chế đẹp là chốt trắng nè, em xả có 90 nè. Màu trắng 90 nha, màu nâu em xả 90 luôn. Màu nâu em xả 90 và trắng 90 nè. Dạ vậy bên em gọi chị cọc nha, cọc mobi cho em rồi em chốt, chị có ok không? Có ok thì mua cọc đi rồi bên em gọi liền cho chị nha. Rồi màu nâu em xả 90 nè. Màu nâu em xả 90, áo giống em mặc nha, màu trắng với màu nâu. Chị Nguyễn Kim, chị có chốt thêm một cái nữa không? Thì là 90 là em không có đi đơn. Màu kem em xả 90 luôn. Màu kem nha, 60-62kg mặt đẹp, 90.000 kem.
màu trắng kim 674 đuôi. Màu cam nha, chốt xả cho mấy chị 90 cam. 55-60kg nè. 55-60kg nha, chốt nữa cái nào cái gì xả đi chứ nói khách hoài cũng vậy. Làm mất thời gian quá. Chị Vân ơi, nâu hả? Lấy nâu 90 hả? Chị Vân ơi, cho em số ký đi. Chị Vân Nguyên, cho em số ký nha. Chị Vân Nguyên, cho em số điện thoại lại đi. Không có số điện thoại em không có chốt nha chị. Ok, chị Quỳnh Mai nè. Rồi, cái này là nâu lợt nha, chị gái nói chút. Để em nâu 1 chị em. Nâu 1 xả 90 nha, nâu 1. Nâu 1 chùm cho em. Xả 90 hả? Là sao? Chị Chi Văn Nguyên không có số ký là em không có chốt cái gì. Rồi ok chị. Chị Hoa, Hoa Huỳnh đó chưa có ok ra cọc nên em chốt cho chị khác nha. Chị Vũ Nhân ok 130. Dạ 65kg áo này nè chị Hương, 240 nha. Giá xả 240. Ok chị Văn Nguyên. Chị Văn Nguyên cho em số điện thoại rõ ràng đi chị. Chứ số điện thoại mà 33353 gì không có số 0, không có gì không chốt được đâu chị Văn nha. Rồi cái này là nâu 1 chùm cho em. 55-60, 62kg mặt vừa, nâu 1 nha, xả 90 nâu 1. Số 5kg ơn sau lưng em nha, 240 là giá em sale á. Cái màu đỏ em cho em nha, 62-63kg mặt vừa. Rồi ok chị Vân nha. 60-62kg là mặt ok, 62-63kg nha mấy chị. 90.000 đỏ em. Cái này là chị có được lệnh thôi, cái này là cái cổ thêm màu vàng. Cổ thêm màu vàng là... cái này cái nền nó nâu nâu mà cái cổ thêm màu vàng. Chị Nguyễn Kim ơi, cho em hỏi là chị có nhận hàng bên em không? Chị Nguyễn Kim. Ok chị Bưởi nha. Chị Nguyễn Kim cho em hỏi chị có nhận hàng bên em được lần nào không? Chị Nguyễn Kim trả lời giùm cho em cái nha, có nhận hàng bên em được lần nào không chị? Rồi sọc nha. Chị gái nói chốt sọc đỏ này quá đỉnh luôn á chị, 90.000 nè. Rồi ok chị Nguyễn Kim nha. Rồi chị gái nói chốt sọc và lượng cho em có 90.000 nè. Chị gái nói chốt mà có giá tiền em chốt nha, còn không có giá em không có chốt được mấy chị gái nha. Áo bên sau lưng là sale 240. Ok chị Bưởi sọc nha. Chị gái chốt sọc em xả nha, 90. Chị gái nào chốt sọc đẹp lắm, 90.000 giá. Áo ăn đông đó mấy chị. Trời ơi màu vàng đó mấy chị, 90.000 vàng, 62-63kg mặt vừa đẹp lắm. Có một cái một à. Màu vàng cho mấy chị có 90.000 nè. Dạ em có. Ok chị Vân nha. Rồi màu vàng em xả 90. Ok chị Bưởi nha. Ôi ôi màu tím nó đẹp mấy chị ơi. Rồi cái màu tím này em xả cho mấy chị nè. Cái này là 250 thật sự. Bữa trước em xe 150 nha. Còn cái nè 56kg xả 80. Rồi chốt vào đường cho em nha. Tím. Ok chị Quỳnh Bưởi tím ha. 80.000 giùm em.
trắng nha mấy chị. Màu trắng nha, chốt vào đường em. 90 giùm em, trắng. 60-62kg mặt vừa, trắng giùm em. Trắng và sọc nha. Sọc và trắng nói chung là cái nào cũng đẹp. Áo này là áo ăn đông nên mấy chị chốt là thoải mái lắm, mặc sướng lắm. Vải đẹp nha các chị. 60-62kg giùm em, trắng nè. Ok, chị Quỳnh bỏ trắng nè. 90.000 trắng nha. Có hỏi em sale 120 nè các chị nha. Đã có 90 rồi. Màu đỏ với màu cam là giống nhau nha mấy chị. Giống nhau với cái tím nãy ha. 50-60kg xả 80 nè. Rồi chứ đẹp nào chút bình luận trắng giùm em nha. 90 trắng. Ok chị Hãy Kiều đỏ nha. Rồi một cam nha mấy chị. Cam nha, 80 chị Thúy Quỳnh em hết đỏ. Rồi màu cam giùm em 50-60kg nha, xả 80 cam. Chị Thúy Kiều ok đỏ ha. Màu cam 80 giùm em. Rồi màu xanh 90 nha, 62-63kg màu xanh. 90 xanh. Màu cam 80 giùm em, cam xanh 90 giùm em. Màu xanh 90 nha mấy chị. 90 giùm em, quá đẹp luôn. 62-63kg nha, màu cam 80 nè. Màu kem nha, màu kem 50-60kg nè. Em xả cho mấy chị màu kem 100 nè. Màu kem này em xả có 100 nha. Xe 150 xả 100 kem. Xin gì ạ? Khách quen sao hỏi giao chưa mà. Rồi chị đá, gái nào chốt lần. Đâu tao đâu nó không dồn. Chắc là hàng. Chắc là hàng đi rồi hay sao? Ok chị Quỳnh bưởi nè. À, cái này em có 3 bộ nè các chị. Cái này là hàng 160 một bộ nha. 55kg đủ lại nhưng mà em có 3 bộ. Mua 2 tặng 1 ha. Hồi tối này vô hỏi xong giao hàng mà giao rồi rồi đừng có nghe máy nhận đâu. Lì như quỷ vậy đó. Có nhiều người lì lắm. Rồi em có 3 bộ đồ nha, 160 một bộ. Em bán 2 tặng 1 nha. 55kg đủ loại mặt vừa. Dạ Sammy có 70kg thôi, không có 74kg chị. Rồi cái này là size 50-55kg nha. 50-55kg em có 3 bộ, 160 một bộ ha. Mua 2 tặng 1. Dạ chị gái nào muốn mua sao 70-70kg ở salon em nè. Giá 240 là giá xả nha. Rồi chị đẹp nào chốt vào lượng kem. Màu cái này màu đỏ nha. 55kg đủ lại mặt vừa, 160 nha. Em có 2 bộ. Đẹp quá trời.
màu xanh màu xám nha. Ba bộ này là em bán 2 tặng 1 nè. Size 55kg mặt vừa 160 nha. 160 một bộ, em bán 2 tặng 1 cho hết. Màu xám nha. Màu xám màu kem. Màu xanh em đang mặc 3 bộ ha, 2 bộ tặng 1. Sammy giùm em. 60-70kg nha, chị gái nào mua Sammy nè. 70kg mặt vừa. Giá xả 240 nè. 60-70kg màu đỏ với màu vàng ở sau nha, là 240 một cái. Chị gái nào chốt về bà đựng 240. 60-70kg nha. Sammy em có 70kg luôn. 240. Áo sơ mi nha, chế đẹp rồi chốt vào lượng giá xả ha. Màu đỏ 240. Màu vàng ở sau cũng 240. Rồi màu đỏ này em xả 150-60kg nha. 50-60kg dùm cho em. Màu đỏ xả 100. Xả 100 nha, đỏ em xả 100. Chị gái này chốt vào lần trên nha, đỏ xả 100. Có chị nào mình đang thích lấy cái gì mấy bên chị bình luận cho em lên hàng nha. Màu đỏ em xả 100 nè. Dạ chị Phương em nhiều lắm. Nhiều lắm nhưng mà quan trọng chị có chốt hay không thôi nha. Chốt là em lên liền à. Ok chị Vân nha, đỏ 100. Rồi áo màu xanh này là 250 nha. 63kg mặt vừa. 250 em xả 130 xanh nha. Chị Phương Trần chốt là bộ bao nhiêu ký chị? 63kg mặt ok áo màu sơ mi này nha. 250 em xả 130 xanh. 250 xả 130 màu xanh nha Sammy. Chị Vân ok áo đỏ 100. Áo xanh em xả 130. 250 xả 130 nha. Rồi cái này là màu à. Em kêu là màu beo đi mấy chị. Em không biết kêu màu gì nha. Em kêu màu beo 630. 63kg mặt vừa nha, beo. Beo giùm em nha, 250 mấy chị. Đang xả 130 luôn mẫu này, beo nha. Giá 263kg mặt vừa. Rồi beo với xanh với cam nha, xả 130. Áo này là tế của nó là 250 nha, đang xả 130. Rồi trắng nha. Trắng em 60kg mặt vừa em xả 100. Dạ chị Phương Trần ơi, đồ bộ em mới lên 3 bộ đó chị. Mua 2 tặng 1 em mới lên đó ha. Có 3 bộ xe nhỏ. Rồi chốt vào đường cho em. Trắng xả 100. Bộ này là 160 một bộ ha. Mấy chị mua 1 bộ thì 160 giùm em. Dạ chị Khánh ơi, em không có sơ mi 75kg chị. 75kg em có mẫu khác. Màu trắng em xả 100 nha, chốt vào lượng cho em. Vừa không? Dạ chị Thu Hánh ơi, cái này là vừa nè chị, 75kg nha, 240 giá xả đó chị. Có chốt thì bà lượng cho em. Rồi áo trắng em xả 100 nha. Rồi màu cam giùm em 75kg chứ lại nha, 60-75kg nè. 60-75kg nha. 60-75kg em 200. Sáu mươi bảy lăm ký màu cam 200 nha. Chị cái này là 240 nè, 270 ra xả 240 nè.
Rồi cái này màu cam 60-75kg nha, 200. Chị Phương Trần, chị có chốt đồ bộ không? Chốt có thì em lên. Hai đồ bộ 160. Chị Thúy Kiều ơi, cho em nói nè, một bộ là 160 nha. Nhưng mà em tặng một bộ 320, tặng một bộ 160 là 480, nhưng mà tính tiền có 320 nè. Chị Thúy Kiều có chốt ok. Chị để hai tặng một giùm cho em. Chị Thúy Kiều có chốt thì để hai tặng một nha. Cũng như là 480 mà em tính là có 360 ba bộ ha. Chị Thúy Kiều có chốt thì mình lận giùm. Rồi ok chị Thúy Kiều. Cái đó là mấy trăm bộ em bán hết rồi. Lấy semi xanh. Đó. Ok chị Dung Nhi. Cái này là 250 một cái nha, xảo 130. Rồi áo màu cam em mặc 65-75kg nha, 200.000. Chị Dung Nhi ok nha chị, xanh với đỏ. Rồi em ok chị Thúy Kiều nha. Chốt đen khoảng 90 nha. Cắt đèn nữa. Rồi cái này beo em xả 160kg nha, 50-60kg nè. Nó làm găng gì mà làm không ấy, sao lao nó cấn cấn khó chịu quá. 50-60kg xả 100 beo. Ném sơ qua nó nhiều tái. Ô khăn này đẹp chứ bộ, nó mỏng nhưng mà rất là đẹp luôn. Tắm là được. Ô mà nó giãn quá sao tắm ta? Nó giãn lắm, đẹp quá mà nó giãn dữ lắm. Ba ngày cả. Mấy chị mua khăn không mấy chị, em xả chơi lấy tương tác mấy chị, 20.000 cái nha. Em thấy nó rất là bự nhưng mà nó giãn quá. 70 dài 1m4 mấy chị, 20.000 nha. 20.000 một cái khăn. Chị nào có đơn mình kèm vô nha. Đây, em mua về xài đó mấy chị.
mua về xài nha chị gái, đâu chốt em chốt cho 20.000 một cái. Nó rất là to. Khăn tắm nha các chị, 20.000 giùm em. 20.000, 20.000 một cái khăn. Beo em đang xả 100 nha. Một quá trời hàng chưa chốt luôn á hả? Không nghe hả? Chưa tới hả? Áo đó là em đọc 60kg á. Rồi cái này em còn có bộ nè. 55kg nha. 160 con bộ à, em xả luôn cho mấy chị. 130 luôn, xanh. Cái này 53 55kg nha. 160 em xả luôn 130 đi các chị, có bộ một à. Chị nào vậy nào có đơn rồi chốt nha, còn chưa thì đừng lấy một đơn, một bộ 130 em không có đi đơn. Chị Nguyên ơi, mình có số ký và giá tiền với là số điện thoại mới bán được cho chị Nguyên. Chứ chú không vậy em đâu có chốt được chị. Với lại 130 em cũng không có đi đơn á. Số 5 là chị. Ê, beo số 5 còn màu gì? Đó còn màu đó. Hình như beo vàng á chị. Beo vàng với beo nâu. Beo vàng với beo nâu mà chị có beo nâu rồi, chị lấy thêm một beo vàng đi, cứ hết rồi. Cứ hết rồi chị. Ba bộ ha. Rồi beo xanh nha, 55 đến 65kg em có. 170 nha. 170 giùm em beo rêu mấy chị. Beo rêu. Dạ chị Nguyên ơi, có mua gì thêm không chị? Tại vì cái khách này mua có một bộ 160 nè. Để từ hổm giờ hầu nói chút thêm không chốt, em xả 130 đó, chị có chút thêm không? Chị Nguyên có chút thêm thì em chốt cho 150 cho lên em đi đơn. Tại cái cách này nói là mua để chọn thêm á, rồi em mới xả ra nè. Rồi cái này là em đang bán cho mấy chị 170 nha, 55 đến 65 có hàng. Cái này là màu đỏ nha, 160.000 em có size 75kg đổ lại. Màu đỏ em. Đỏ nha, chốt cho bà lượng cho em. Chị gái nào chút beo thì bình luận beo. Dạ chị An Nhiên em hết rồi chị ạ. Dạ chị Anh Hoàng có thích mua thì em bán nha. Bộ em mặc là em mua 600.000, 50kg chị có thích thì em chốt cho. Rồi 55-75kg đỏ em cho em, 160 đỏ. Chị Anh Hoàng thích thì em để cho nha, em dễ lắm. Bộ rêu này là size 55kg nha. Đến 65-67kg em có. 170. Beo rêu. Bộ em mặc là màu đỏ nha. Size từ 55-75kg em có. 160. Beo này 170. 170 nha. Chốt rồi bình luận cho em. Chị có bộ đồ beo nâu giá 170. Thằng ngọt của chị. Em cảm ơn chị Nguyên cao. Màu đỏ nha, 160, 55, 75kg em có size màu đỏ. Rồi 55-60, 55-65kg em có size nha. Màu nâu giùm em xả 140. Chị nhắn tin giùm em được không? Cái điện thoại chị nói gì em nghe em mở lên hết. Chị An Nhiên ơi, 130 đó chị bao nhiêu ký vậy?
Chị ăn viên bao nhiêu ký? Để coi chị Nguyên không lấy em để cho chị ăn viên chốt luôn ha. Con ấm nhỏ. Màu này là màu nâu dùm cho em. Cái mẫu này là 250 ha, hàng thiết kế, hàng xịn, cao cấp. Em xả cho mấy chị 140 nâu. 55, 65 ký em có màu nâu xả 140. Cái này là hàng cao cấp nha các chị, mắc hơn hàng theo luôn. Chị An Nhiên 130 đó mà chị bao nhiêu ký nha, để chị Nguyên không chốt em cho chị luôn. Để đi đơn luôn cho chị. Màu nâu em xả 140 nè. 55, 65 ký em có size. Màu nâu 140 là giá xả nha các chị, 250 một bộ lần hết xả 140. Màu nâu nha. Chị gái nó chốt nữa và lận cho em mấy chị, em ru em lấy cái ru lên hàng gì đâu mấy chị. Chị An Thiên trả lời giùm em cái đi, em cho bộ 130 đó vô cho nha. Rồi 50 kg mặc vừa một cam nha, xả 140 50 kg nè. Để khách mua con 130 tính bỏ cho em thêm chốt luôn. Rồi 50 kg màu cam em xả 140 nè. 50 kg em xả 140 màu cam nha các chị nha. 50 kg em xả màu cam 140. Còn thấy được em cho em xin cái bình luận, mấy chị đứng hình em không có thấy đường like mấy chị gái ơi. Muốn coi thì bình luận cho em like cho mấy chị coi ha. Chứ không trả lời trả vốn gì biết đâu mà lên hàng mấy chị. Chị Nguyên Nguyên là chắc không chốt nữa đúng không chị? Lấy cho em Thiên luôn đi. Chị Nguyên Nguyên em xả nha. An Thiên này chút chút luôn đi. Rồi chế đẹp nào chút cái này 50 kg em xả 130 màu cam. Hỏi mấy chị mà mấy chị em ru à, đâu biết đường đâu chút. Rồi bi nâu nha. Cái này bi cam nha mấy chị. 55 65 kg, 67 kg nha. 160.000 bi cam. Rồi bi cam giùm cho em nha. 55 67 kg em có size 60. 55 67 kg nha, màu cam em bi cam 160. Dạ chị Nguyên ơi, em hỏi chị có chút thêm không? Không thấy chút thêm đó, nên em bỏ cho chị khác chốt rồi chị nghe. Để chăm ba em không có đi đơn được. Chốt lát rồi chị đi ra, chị tắt máy nghỉ rồi em đâu đi đơn được đâu. Nên là nhường cho chị khác để đủ đơn em lên đơn đó chị gái nghe. Mua 150 bên em mới chốt, chứ 130 bên em không có đi đơn. Rồi chế đẹp rồi chốt cái lượng cho em. 55, 65, 67 ký nha. Bi cam giùm em 160.000 bi cam. Chị nào mua đủ đơn là em chốt nha. Rồi bi đỏ chị, à quên xin lỗi, bi hồng. Em đang còn là 55, 67 ký nha. Tại 75 ký em hết. 160.000 bi hồng. Bi cam bi hồng nha, 160 giùm em. Có nhiều chị khách ngộ lắm mấy chị, em nói là hàng 100, 200, 230 không đi đơn mà mua xong rồi trời ơi là trời. Nói nhây nhây như vậy luôn rồi cũng không giao được hàng, nên em mấy chị mà mua ít quá em xả. Ok chị An Nhiên. Rồi chứ đẹp mà chốt bi hồng em 160 nha. Mua mà em cảm thấy không đi đơn được là em xả luôn rồi mấy chị. Để em còn bán cho người khác nữa chứ. Rồi màu cam giùm em nha, bi cam nè. Bi cam, bi hồng, bi đỏ.
160.000 nha. Đi cam, đi hồng, đi đỏ anh cho em 160. 55, 65, 67 ký mặt vừa. Có chị mua 130, 120 để cả tuần luôn á. Bên em đâu có để đâu. Em thử tuần sau mà thử im ru tới một tuần luôn. Một ngày sau là em sắm tiêu rồi, còn đâu mà để tuần mấy chị. Bi đỏ gì cho em nha, 160 nè. Quá đẹp luôn. Có chị nào mình chốt thêm rồi bình luận cho em nha, để bên em lên đơn luôn sắm này nha các chị. Bi đỏ, bi cam, bi hồng nha. Bi đỏ, bi cam, bi hồng 160.000. Rồi áo sami xanh nha, em đang xả 190.000 nha mấy chị. Xem ai biết. Xem 150 em xả 90. 60 kg nha mấy chị, màu xanh nha, 60 kg mặc bộ xả 90. Em xả 90 nè. Chị gái nào chốt một lần. Có nấu gì ăn chưa? 90.000 mấy chị, màu xanh. Sami nha, 50-60 kg nè. Em xả 90. Màu xanh em xả 90 nha. Chị Nga ơi, có miễn ship. Chị lấy lần nhà em lấy là không có tốn ship chị gái nha. Mua xong em treo hôm trước á, chị lấy cái không có tốn ship. Còn nếu mà giao đi là công ty nó đi giao nó không tiền đó chị. Rồi màu đen nha, em xả 90. 90 giùm em. Công ty nó đi thì nó phải lấy tiền. Còn lại nhà em lấy là không có tốn tiền. Màu đen em xả 90 mấy chị. 60 kg mặc vừa. Màu đen nha, 90.000 giùm em. 60 kg mặc vừa. Mấy chị có tới nhà em lấy là không tốn ngàn nào ship trơn mấy chị. Màu xanh này là sale 150 nha. Có một cái em xả luôn 120 nè. Cái này là 250 nha. Bữa hổng sale 150, xả 120 màu xanh. 60 kg nha. Dạ được nha chị em ơi. Cái này em xả 120 nha. Áo này là 250 nè. Hàng sale là 150 nha. Xả luôn 120. 50-60 kg nha. Công ty nó đi giao đâu có ai rảnh đâu đi không cho mình mấy chị. Trừ khi cha mẹ mình mới cho mình thôi, chứ anh chị mình cũng không cho mấy chị. Nên mua hàng là người ta đi giao người ta lấy tiền ha. Còn chỗ nào miễn ship thì nó cộng vô đơn hàng. Cái 100 nó cộng 101 đó tính tiền nó miễn ship. Rồi màu xanh em xả 120. Chứ không ai chứ không với chị đâu mấy chị. Alo. Nghe chị. Dạ hết hàng rồi chị. Dạ vậy chốt chị mua mẫu khác em nha. Nhiều lần nhiều mẫu lắm. Mua có chị nhiều rồi chị. Dạ. Chị Lê Trang ok nè. Dạ cái bộ này là em có 2 bộ. Em mua 2 bộ em dành với người ta. Tại vì sợ không có hàng nên em chốt liền tay hai bộ ha. Một bộ trắng thì em mặc rồi, bộ này là em chưa mặc nên em bán. Chị gái nó chốt cho bình luận nha. Cái này là em mua 300, nhưng mà chị gái nó lấy thì em sẽ để lại 200 thôi. Em mua hai bộ giống nhau á. Mình mua mấy shop lớn mà mấy shop lớn nhiều quá đó mấy chị. Mình bình luận chậm quá là nó ra không kịp, nên là bắt buộc lấy cái trắng cái vàng. Được cái nào thì mình chốt cái đó, mà ai ngờ được hai cái nên giống nhau luôn. 50-55 kg nha. 300.000 em xả cho mấy chị 200, chưa mặc nha các chị, hàng mới nha. Em có bộ trắng với bộ vàng này nè. Bộ trắng thì em mặc rồi nên không bán ha. Cứ vô mua sợ hết nên là dành nhau chốt. Em chốt hai bộ giống nhau giống kiểu đó. 300 nha, chị gái nó chốt em để 200 thôi.
em mặc cũng dễ thương nhưng mà có cái hai mẫu giống nhau, hai cái đồ giống nhau á. Chị gái là chốt và lượng nha, xả 200. Bao đẹp nha các chị nha, 300.000 một bộ này lần á, chứ không phải 200 đâu à. Ok chị Thiết Kiều, xong rồi chuẩn bị số điện thoại đâu mà nhanh vậy trời. Cái này là hàng xịn nha. Mấy chị đợi em chút xíu em lấy áo em vô em bán cho. Biết sao em á, là ở trong Nam á nó không có lạnh. Cái áo này nè là 350 nha, em mặc đâu được 2 lần nữa đó. Em sẽ bán cho mấy chị giá rẻ 50kg. Dạ chị Ngọc Thúy, chị có chốt không? Áo hay sao là em đang sale 240 á. Hả, chốt thì em lấy cho. Rồi cái áo này là em mua 350 nha. Em mặc chắc được 2 hay 3 lần thôi, nhưng mà không có mặc cả ngày đâu. Chị khoác đi cái thì về liền ha. Nhưng mà cái trong Nam em mặc á nó nóng. Gái nào chốt em xả cho nha. 50kg mặc vừa em xả cho mấy chị 120.000 cho nó vui thôi mấy chị. Không đẹp là không có tiền nha, hàng da xịn nhưng cho em 350 một cái ở shop nha các chị. 350 nha, xả cho mấy chị luôn 120.000. Áo mới nguyên nha các chị, mặc đâu được 1-2 lần khoác á. Tại vì áo khoác em nhiều lắm. Chốt về bà Luận nghe, 120.000 thôi. Tiền ship 30 nữa là 190. Còn cái này là 850 một cái nè. Đó, chị gái này chốt xả, em xả hết luôn cho nha. Áo khoác này là mua 850 nè. Chị Quỳnh Chi ơi, mặc không có vừa đâu chị, có 50kg à. Mà cái này em mặc rồi, em mặc được 1, nói chung là ít nhất là 3 lần á. Quên, lộn, nhiều nhất là 3 lần chứ quên. Áo này là 850 nè. Tại vì áo khoác em có cái là 2,5 triệu, 3 triệu có luôn nha. Đó, áo khoác này là em mua 850. Chị gái nào chốt em xả cho mấy chị 200.000. Thanh Lý nha. Cái này em để bụi nha, chứ không phải là cũ hay gì nha. Mặc mất 2-3 lần không có bụi gì, không có dơ gì đâu. Nó nặng cái áo này mặc sướng lắm. Chị Quỳnh Chi có chốt không? Không chốt em để lại mặc tiếp. Tại vì cũng tiếc lắm, nó đẹp vậy lắm. Chị Quỳnh Chi có chốt rồi để chốt nha. Không chốt em để lại. Cái áo này áo da mà hàng xịn, 350 đó. Chị Quỳnh Chi có chốt thì bà Luận chốt nha. Còn không thì em để lại. Có khoảng 2,5 triệu một cái. Rồi bữa nào em đem xuống em bán mẹ rồi. Áo hơn sao em đang sale 240 chị Bùi Hồng ơi, 60-70kg nha. Chị Chi chưa trả lời, em chưa chốt nha. Áo này là 60-70kg, em đang sale 240. Áo sơ mi vàng. Có chốt rồi bà Luận cho em 240 nha. Sáu mươi bảy mấy ký nha chị Bùi Hồng. 84/6 F. Có chốt về bà Luận cho em. Cái gì? Đang xả 240. Quá trời đẹp luôn mấy chị, áo sơ mi nha, cực đỉnh luôn. Bao sang nha. Có chị nào chốt áo sơ mi bình luận cho em. Chị Ánh Hoàng, cái có mua thì em bán bộ em đang mặc lại mua 600 em mặc á, chị có mua thì em bán lại cho chị nghe. Nãy giờ em trả lời chị mấy lần rồi đó. Em mua 600.000.
Rồi áo màu xanh giùm em nha, 270. 60-75kg mặc vừa. 270 nha, chốt vào lượng cho em. Màu xanh 270 nha. Chốt vào lượng cho em 60-75kg nè. 60-75kg nha, chốt vào lượng cho em. Màu xanh 270 nha chị gái mình nha, 270 quần áo. Rồi cái áo màu đen này, cái quần rồi để đâu rồi? Đỡ ra cái quần không tìm nữa rồi. Rồi 50-60kg nha các chị, 50-60kg giùm em nha, 250 màu đỏ. 250 màu đỏ nha. Màu đỏ em, 250 chốt và lượng cho em. 60 hơn 60kg mặc cũng ok nha các chị, 62kg, 62-63kg ha. 250 màu đỏ em. 250 màu đỏ, 50-60, 62kg nha. 250 có chị nào chốt thì bình luận cho em lên, còn không thì em kết thúc la nha. Bạn yếu hả chị? Chị gái nào chốt áo em mặc thì 250, có chốt thì bình luận cho em lên tiếp, còn không thì em tắt. Đụng khách mà mua dễ lắm mấy chị, khách là mua liền à. Còn có nhiều khách hỏi từ sáng đến tối chưa chốt được cái áo luôn. Có nhiều khách hỏi là hỏi là hỏi nhây nhây luôn á, không có mua được cái gì. Hỏi là hỏi chơi, hỏi cho biết vậy đó mấy chị. Nên mà khách mà hỏi làm biến ghê, biến trả lời lắm. Rồi bye mấy chị gái nghe, mấy chị để nghe điện thoại giùm em nha, chúc đơn nha.